Kè ven biển trăm tỷ ở Quảng Bình tan hoang giữa mùa mưa lũ. Mưa lớn kèm sóng biển trong ngày 16 và 17 tháng 10 đã đánh tan hơn 150 mét kè ven biển tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch và phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới. Khi nhận của phóng viên VTC News ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, sóng biển đã đánh sập hơn 50 mét đường kè ven biển, nhiều đoạn kè đứt gãy bị sóng biển cuốn trôi. Tại hiện trường, kè biển bị sóng đánh sập nhiều mảng bê tông, lộ rõ các dầm cốt thép và thổi bay, đá hốc, khiến đoạn kè này có thể bị sập thêm bất cứ lúc nào. Theo người dân ở đây cho biết, từ tối ngày 17 tháng 10, đoạn đường kè này bắt đầu bị đứt gãy, đất đá sụt lún. Nhiều đoạn kè xung quanh đây cũng có dấu hiệu bị sạt lở. Trong khi đó, tuyến kè biển tại đường Hải Thành, thành phố Đồng Hới vừa được hoàn thành cũng bị sóng đánh tan hoang. Sau khi được tiến hành tu sửa, đoạn kè này tiếp tục bị sóng đánh tan, những bảng bê tông lớn cũng bị sóng biển cuốn trôi. Nước biển xâm lấn trong hai ngày đã khiến nhiều hố sâu bắt đầu lộ diện. Người dân cũng được chính quyền địa phương cảnh báo không đến gần để tránh gây nguy hiểm.